Ngày 6 tháng 9, đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã có buổi làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai. Dự buổi làm việc có đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư tỉnh ủy Lào Cai. 8 tháng năm 2023, công tác hội và phong trào phụ nữ tỉnh Lào Cai đạt nhiều kết quả, các phong trào thi đua được phát động rộng khắp. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã thực hiện 4 công trình chào mừng 65 năm ngày Bắc Hồ thăm Lào Cai, các cấp hội thực hiện 40 công trình phần việc, vận động hội viên hiến trên 1.800m2 đất xây dựng nông thôn mới, gắn 137 biển nhà sạch vườn đẹp, thành lập mới 11 mô hình. Tuy nhiên trong 8 tháng, các vấn đề liên quan đến phụ nữ trẻ em vẫn còn xảy ra và chưa có giải pháp hiệu quả, như còn 28 cặp tảo hôn, 508 phụ nữ sinh con dưới 18 tuổi. Đặc biệt, toàn tỉnh có tới trên 12.500 trường hợp phụ nữ và trẻ em đi làm ăn xa, tiềm ẩn nhiều hệ lụy. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư tỉnh ủy khẳng định, Lào Cai luôn quan tâm tạo điều kiện để phụ nữ phát huy vai trò của mình với sự phát triển bền vững tại địa phương. Đối với những vấn đề còn tồn tại, tỉnh ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo nhằm tạo điều kiện để công tác phụ nữ ngày càng phát triển lắng nghe ý kiến thảo luận về thuận lợi khó khăn trong công tác hội. Đồng chí Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga yêu cầu các cấp hội phụ nữ tỉnh Lào Cai cần có giải pháp cụ thể để giải quyết triệt đề những vấn đề còn tồn tại trong công tác phụ nữ trên địa bàn, nhất là tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các giải pháp cần linh hoạt, lồng gắn với các đề án về bình đẳng giới, có sự phối hợp chặt chẽ với các ban ngành địa phương. Đồng chí mong muốn tỉnh Lào Cai và các cấp hội phụ nữ quan tâm nhiều hơn nữa tới công tác phát triển đảng viên, tăng tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy các cấp, chuẩn bị tốt điều kiện tham gia Hội nghị biểu dương Chủ tịch Hội Cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ ba năm 2023.